Đây là phần 2 của việc của cái nấu thơm trà nha các bạn. Thì sau khi đã sơ chế ở phần 1 rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vớt bọt và tiếp theo phần 2 nha. Vì cá mình sơ chế sạch sẽ các bạn, nó sẽ ít có bọt hơn, nhưng mà mình vẫn tích cực mình vớt để cho nó trong nước cho các bạn. Ta sẽ vớt bọt ra này các bạn. Rồi sau khi đã sôi rồi chúng ta sẽ cho cái gia vị để chúng ta ướp vào nhé. Rồi chúng ta sẽ nêm vớt bọt nha các bạn. Nước sẽ máu lúc mới bỏ gia vị vào thì nó sẽ đục nước như thế này, mà thì tức là chúng ta tiến hành chúng ta vớt bọt đi. Chúng ta cố gắng chúng ta vớt cho nó kỹ thì nước nó sẽ trong và rất là ngon các bạn. Chúng ta sẽ nêm nếm lại cho vị lên mình nha. Chúng ta vớt bọt đi. Ta sẽ cho tôm cà vào luôn nha các bạn. Rồi sau khi cho tôm cà vào thì chúng ta sẽ cho thêm một miếng bột cà phê bột ngọt nữa nha. Chúng ta sẽ cho nấu 5 phút nữa cho cà thơm nó ra nha các bạn, ra nước ngọt nha. Rồi thì chúng ta sẽ bỏ hành ngò vào chúng ta trang trí thôi nha. Đây là hành ngò nha các bạn, mình sẽ đi rửa sạch và mình bỏ rau thơm nha. Và các bạn thấy nước đó rất là trong không? Mình sơ chế sạch sẽ ra nước rất là trong nha các bạn. Thì nó một ít nữa cho nó ra thơm chắc ngọt của thơm trà đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho rau thơm vào và chúng ta sẽ cho thêm một ít nước mắm và chúng ta dành lại nha các bạn. Rồi sau khi tắt bếp thì các bạn mới cho nước mắm vào nha. Vừa ăn rồi nha các bạn.
Rồi xong rồi nha các bạn, thì mình sẽ tức là mình bỏ rau thơm vào nha. Đó, anh hòa vào. Mình tắt bếp. Rồi mình cho vào muỗng cà phê tiêu. Và một muỗng cà phê nước mắm nha các bạn. Để nó dần dần lại nha. Món ăn của đến mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.